Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm Phù Lãng được tạo tác nên từ đôi bàn tay khéo léo của người dân nơi đây. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện giữ trọn hồn gốm làng nghề hàng trăm năm tuổi ở xứ Kinh Bắc. Tôi sinh ra và lớn lên thì đã thấy có nghề rồi. Thì theo các cụ để lại, mà qua quá trình lịch sử, theo các nhà nghiên cứu, cái lịch sử của làng nghề Phù Lãng này nó lâu lắm, nhưng mà thời gian thì khá là người nào khẳng định là trên dưới 800 năm. 800 năm mà chưa bao giờ tắt nữa. Tôi cũng là phát huy cái nghề truyền thống của các cụ để lại, giữ gìn lấy cái nghề để sau này cho các cháu nó kế tục được. Thì sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì tôi muốn về nhà để phát triển cái làng nghề của mình, đổi mới đi theo một hướng mà đỡ vất vả hơn và có cái sáng tạo riêng. Cái gốm của làng nghề chúng tôi là cái nguyên liệu là xương, là đất đỏ, khác với các làng nghề gốm khác làm thủ công là chính, và cái lung đốt là bằng củi. Nó khác với các làng khác là có một cái chất men riêng. Có cái điều là mỗi một nhà là theo một cái cách pha men nó khác nhau, cho nên màu gốm nó khác nhau. Cái sản phẩm Phật giáo này thì nói về, đầu tiên là nói về cơ duyên. Thì tôi được làm những cái sản phẩm như này thì là tôi là ở dưới chân núi, trên đỉnh núi của một ngôi chùa. Thì là sư thầy có nói với tôi là làm cho thầy một pho tượng. Thì sau khi tôi làm thấy những cái bức tượng này thánh thiện quá, đẹp quá, thì tôi muốn theo đuổi mình. Tức là từ đây mình phải làm những cái sản phẩm như vậy. Khi cái cuộc sống này quá vất vả, quá vội vã, ở bên ngoài cánh cửa của nhà mình đấy, thì khi ra ngoài đấy thôi mà mình quay trở về nhà mình một cái là tự nhiên mình cảm thấy lòng an yên, an vui khi nhìn thấy những pho tượng mà khuôn mặt biểu cảm hiền hòa như vậy.